Xin chào các anh chị đang theo dõi video phần 3 trong chương trình xây dựng web bán hàng trực tuyến của trung tâm Athena. Trong phần 3 này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị chỉnh sửa thông tin của trang web. Thông tin của trang web khi chúng ta cài đặt xong thì nó sẽ chứa những thông tin của bản mẫu, do vậy nó sẽ không có phù hợp với nhu cầu thực tế của chúng ta. Chính vì vậy chúng ta cần phải chỉnh sửa lại cho phù hợp. Trong phần chỉnh sửa này chúng ta sẽ có 5 chỉ mục chỉnh sửa. Thứ nhất là chỉnh sửa những thông tin cơ bản bao gồm tên của cái shop, chủ cửa hàng, tiêu đề, địa phương. Ngoài ra, phần thứ hai chúng ta sẽ chỉnh sửa về lại ngôn ngữ. Thì chúng ta có thể sử dụng các cái ngôn ngữ tiếng Anh hay là tiếng Việt hoặc là song ngữ. Phần thứ ba chúng ta có là chỉnh sửa đơn vị tiền tệ. Thì mặc định shop của chúng ta sử dụng ngôn tiền đơn vị tiền tệ là đồng đô la, tuy nhiên chúng ta sẽ sửa lại thành đồng Việt Nam đồng. Phần thứ tư chúng ta sẽ có là chỉnh sửa logo, và phần thứ năm là chỉnh sửa lại trình chiếu trang web. Đầu tiên chúng ta mở trang web của chúng ta bằng một trình duyệt web bất kỳ, sau đó chúng ta truy cập vào giao diện của quản trị như sau. Đây là trang hiển thị và chúng ta sẽ truy cập vào trang quản trị bằng cách thêm vào hậu tố sửa admin. Chúng ta điền vào thông tin username và password. Để phòng các anh chị nào chúng ta cũng nhớ chúng ta là ghi nhớ lại cái mật khẩu chúng ta đăng nhập. Sau khi chúng ta đăng nhập xong thì chúng ta thấy có rất là nhiều các chỉ mục trên cái thanh menu, và như vậy chúng ta cần phải chỉnh sửa lại. Đầu tiên trong cái hệ thống chúng ta sẽ chọn mục thiết lập. Mục này cho phép chúng ta thiết lập lại rất là nhiều các cái thông tin của trang web. Mặc định chúng ta sẽ nhìn thấy một cái tiêu đề là Athena Web 4 Step. Muốn chỉnh sửa lại thì chúng ta sẽ chọn nút sửa, bấm vào nút sửa ở bên cùng. Chúng ta có rất là nhiều các chỉ mục như tổng quan, cửa hàng, khu vực tùy chọn, hình ảnh, v.v. Thì chúng ta sẽ lựa chọn các cái thông tin cơ bản cần thiết và thay đổi. Ví dụ như tên cửa hàng này hiện tại là tên Athena Web 4 Step. Chúng ta có thể chỉnh sửa lại thông tin của tên cửa hàng. Các bạn có thể tự do sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt có dấu ở đây. Và tôi sử dụng là đơn giản thôi, ví dụ như là shop hoa tươi. Ở phần chủ cửa hàng, chúng ta cũng điền thông tin của chủ cửa hàng, ví dụ như người đứng tên chủ sở hữu của cửa hàng này, hoặc là một đơn vị tổ chức nào đó. Chúng ta cũng điền thông tin địa chỉ chính xác. Nếu chúng ta có nhiều địa chỉ, chúng ta có thể điền nhiều địa chỉ vào đây. Về phần email, chúng ta cũng điền lại thông tin email. Nếu chúng ta thấy rằng nó bị sai, chúng ta cũng điền thông số, số điện thoại để cần liên lạc, rất là quan trọng. Thì những cái chỉ mục quan trọng đều yêu cầu bằng một cái dấu hoa thị màu đỏ phía bên trái. Như vậy chúng ta đã xong cái phần chỉnh sửa trong mục tổng quan. Chúng ta chuyển sang mục cửa hàng. Ở mục cửa hàng là phần tiêu đề có đánh dấu hoa thị. Chúng ta để tiêu đề chính là phần hiển thị ở bên trên cái thẻ hiển thị của chúng ta. Tôi có thể mở cho các anh chị xem như sau. Chúng ta truy cập vào trang web, chúng ta thấy rằng có phần tiêu đề Athena Web 4 Step, đây chính là phần tiêu đề. Chúng ta có thể thay đổi lại, ví dụ như tôi muốn đặt là shop hoa tươi chẳng hạn. Về phần mô tả từ khóa, mặc dù nó không phải là chỉ một quan trọng đến số sao, chúng ta cũng có thể thêm vào một số các cái từ khóa để chúng ta thuận tiện trong cái việc là optimize website, gọi là SEO. Như vậy là bên một cửa hàng chúng ta đã chỉnh sửa xong. Chúng ta chuyển sang một khu vực địa phương.
Hiện tại là chúng ta kinh doanh ở những quốc gia nào, chúng ta sẽ lựa chọn cái địa phương chính của quốc gia đó, ví dụ Việt Nam, tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, ngôn ngữ tiếng Việt. Trong cái bộ số quét First Step là chúng ta có hỗ trợ sẵn hai ngôn ngữ đó, Việt Nam và English. Và ở đây chúng ta sẽ sử dụng ngôn ngữ mặc định đó là tiếng Việt, Việt Nam. Ngôn ngữ quản lý trang chúng ta cũng sẽ sử dụng là Việt Nam. Tuy nhiên cái giá trị tiền tệ thì lại là US, và chúng ta thấy rằng không có đơn vị Việt Nam đồng hôm nay. Đây chính là một phần mà chúng ta sẽ sửa sau. Ở mục tùy chọn, chúng ta thấy là các cái thông tin như là mặc định trên trang danh mục là bao nhiêu, mặc định trên trang quản trị là bao nhiêu, v.v. là một số cái tùy chọn thêm. Thì hiện tại các cái chỉ mục trong này đã được tối ưu hóa nên chúng ta không cần chỉnh sửa. Ở một hình ảnh chúng ta có phần logo của cửa hàng. Và nếu chúng ta muốn thay đổi logo của cửa hàng này, chúng ta bấm vào nút duyệt file. Và sau đó chúng ta chọn một hình ảnh bất kỳ để làm logo. Một hình ảnh bất kỳ đây, chỉ việc bấm vào hình ảnh đó, sau đó chúng ta chọn thành cái logo như sau. Ví dụ như chúng ta vừa thấy, ở đây tôi sẽ không có đặt logo cửa hàng, và tôi sẽ chọn xóa ảnh đi. Như vậy tôi sẽ không có logo, và logo tôi sẽ bổ sung sau. Thông tin về cỡ hình danh mục vân vân, những thông tin này thì chúng ta thấy rằng đã được tối ưu hóa, chúng ta không cần thiết phải chỉnh sửa. Về mục FTP, mục email, form và máy chủ cũng đã được tối ưu hóa, chúng ta sẽ không chỉnh sửa những thông tin trong này. Và sau đó chúng ta bấm lưu để ghi nhận lại các thông tin mà chúng ta đã thay đổi. Và sau khi chúng ta đã thay đổi xong, các bạn thấy rằng là tên của cửa hàng đã đổi thành là shop hoa tươi, không còn là tên mặc định nữa. Và chúng ta cũng sẽ làm mới là trang web và nhìn thấy những sự thay đổi. Shop hoa tươi trên tiêu đề và logo web First Step đã biến mất. Tiếp theo, chúng ta thấy rằng trên trang web của mình sẽ có hai ngôn ngữ gồm tiếng Anh và tiếng Việt. Thông thường chúng ta có thể lựa chọn một ngôn ngữ duy nhất cho trang web này. Trong trường hợp chúng ta muốn chọn song ngữ, chúng ta sẽ sử dụng song ngữ. Nhưng tôi khuyến cáo là nếu chúng ta sử dụng song ngữ thì chúng ta cần phải điền nhiều thông tin hơn trong danh mục sản phẩm. Và chính vì vậy chúng ta sẽ lựa chọn một ngôn ngữ duy nhất nếu website chúng ta không có yêu cầu về đa ngôn ngữ. Quay trở lại mục thiết lập, chúng ta sẽ chuyển sang mục hệ thống, địa phương và ngôn ngữ để loại bỏ các ngôn ngữ không cần thiết trên website chúng ta. Ở mục ngôn ngữ này, chúng ta thấy chỉ có hai đơn vị ngôn ngữ là English và Vietnamese. Chúng ta chỉ có thể xóa những chỉ mục ngôn ngữ nào không phải là giá trị mặc định của trang web. Ví dụ ở đây Vietnamese đang là giá trị mặc định, và chỉ mục này chúng ta không thể xóa được. Chúng ta có thể xóa bỏ chỉ mục English. Sau khi các bạn chọn English như thế này, chúng ta có thể bấm nút xóa và chọn OK để xóa bỏ. Như vậy trang web chúng ta chỉ còn lại một ngôn ngữ duy nhất là tiếng Việt. Phần thứ hai, chúng ta sẽ thêm đơn vị tiền tệ Việt Nam đồng vào trong hệ thống. Vào menu hệ thống, chúng ta chọn địa phương, chúng ta chọn tiếp mục tiền tệ. Trong mục tiền tệ này chúng ta có 3 đơn vị tiền tệ gồm cái euro bao vật được US dollar, như vậy chúng ta sẽ không thấy có Việt Nam đồng. Ở đây tôi sẽ thêm vào một cái giá trị cho đơn vị tiền tệ, đơn vị đồng Việt Nam. Bấm nút thêm, chúng ta sẽ có các cái phần quan trọng như là tiêu đề của tiền tệ hay là mã. Chúng ta sẽ chọn tiêu đề tiền tệ như sau. Phần tiêu đề tôi để là VND. Về phần mã tôi cũng sẽ đặt là VND. Ký tự trước, tức là ký tự đứng trước cái giá tiền. Ký tự sau là ký tự đứng sau giá tiền. Chúng ta biết rằng đồng Việt Nam thì là đứng sau cái đơn vị giá tiền, không đứng trước, nhưng mà chúng ta sẽ bỏ trống đơn vị ký tự trước này. Chúng ta chỉ cần để ký tự sau, chúng ta để là chữ đồng D thường như thế này, hoặc ghi rõ là chữ đồng tùy theo sở thích của mọi người.
số thập phân là chúng ta sử dụng dấu phẩy để đại diện cho số thập phân, nên chúng ta chọn dấu phẩy. Trong ô giá trị chúng ta sẽ đặt 1,000, tức là năm số 0, và đây là cái giá trị mặc định của chúng ta. Đừng quên bấm vào nút tình trạng và chúng ta chọn là bật lên, nếu tắt thì nó lại không sử dụng được. Sau đó chúng ta bấm nút lưu. Tiếp theo chúng ta thấy rằng đồng đô la vẫn đang mặc định. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang một hệ thống, một thiết lập để chuyển giá trị Việt Nam đồng thành thiết lập mặc định cho cái trang web. Chúng ta bấm vào nút sửa ở trong shop hoa tươi, chúng ta đã đổi tên, sửa lại. Và chúng ta bấm sang một khu vực, chuyển xuống mục tiền tệ. Sau đó nhấn vào menu bên phải chúng ta, chọn Việt Nam đồng. Sau đó chúng ta nhấn nút lưu. Thì lúc này cái đơn vị tiền tệ của chúng ta sẽ được thiết lập giá trị mặc định, đó là Việt Nam. Chúng ta có thể truy cập lại vào một địa phương tiền tệ và xem giá trị Việt Nam đồng là chuyển sang mặc định. Tuy nhiên nó vẫn còn tồn tại những cái đơn vị tiền tệ khác. Chúng ta chuyển sang shop hoa tươi để kiểm tra lại. Chúng ta có thể thấy rằng là trên cái thanh trạng thái của thanh web nó không còn cái lá cờ Việt Nam đi và cờ Anh nữa, mà chỉ còn lại là các cái giá trị đơn vị tiền tệ thôi. Và giả sử nếu chúng ta chỉ có thanh toán bằng đơn vị tiền tệ duy nhất là đồng Việt Nam, thì chúng ta cũng có thể loại bỏ các cái đơn vị tiền tệ còn lại để giúp cho trang web chúng ta gọn gàng hơn. Quay trở lại giao diện quản trị, chúng ta chọn các chỉ mục đơn vị tiền tệ khác như Euro, Pound, USD, Đô la, chúng ta chọn xóa để loại bỏ các đơn vị tiền tệ này. Bấm OK để chấp nhận. Và kiểm tra lại trên trang web của chúng ta, nhìn các bạn thấy rằng là chúng ta không còn nhìn thấy các cái đơn vị tiền tệ nữa. Trang web của chúng ta sẽ nhìn gọn gàng hơn, và chúng ta chỉ còn là các cái giá trị mặc định về Việt Nam thôi. Thì một cái điều rất là hay đó là những cái chỉ mục giá mà chúng ta thấy lúc trước là đồng đô la, hiện nay là tự động chuyển sang cái giá trị là Việt Nam đồng, không còn đồng đô la nữa. Đây là một cái tính năng rất hay mà OpenSCAST mang lại cho chúng ta ở trong cái giao diện web for step này. Phần tiếp theo chúng ta sẽ có mục là chỉnh sửa banner. Chúng ta thấy rằng là banner của chúng ta là banner mặc định của trang web. Để chỉnh sửa lại banner này, chúng ta cần chuẩn bị trước các hình ảnh. Ví dụ như ở đây tôi có chuẩn bị sẵn 3 hình ảnh có kích thước phù hợp với website yêu cầu, kích thước phù hợp với website yêu cầu. Để chỉnh sửa lại banner của website, chúng ta vào giao diện quản trị website và chúng ta tìm một hệ thống thiết kế banner. Hệ thống thiết kế banner, chúng ta thấy rằng là hiện tại có giao diện banner nằm trong tên gọi menu là Athena Tab. Ở đây chúng ta chỉ việc bấm nút sửa để thay đổi. Thì chúng ta có nhìn thấy rằng là hiện tại chúng ta có 3 banner như sau. Và cả 3 banner này đều là 3 banner không sử dụng. Chúng ta sẽ xóa bỏ và thêm vào cái banner mới. Xóa bỏ. Tiếp theo chúng ta bấm vào nút thêm banner. Như vậy chúng ta thấy rằng banner gồm có tiêu đề, liên kết và hình ảnh. Thì ở một tiêu đề chúng ta có thể đặt bất kỳ, ví dụ như hoa mai là tiêu đề của banner này. Về chỉ một liên kết, chúng ta có thể đặt một liên kết rõ đến một trang web nào đó hoặc rõ đến một sản phẩm nào đó trong trang web của mình với mục đích quảng cáo. Ở một hình ảnh, chúng ta chọn duyệt file để đưa hình ảnh lên. Và chúng ta chưa có hình ảnh nào nên chúng ta sẽ chọn nút tải lên, bấm vào nút tải lên để chọn hình ảnh. Chúng ta sẽ có các cái hình ảnh về hoa mai. Chọn một hình ảnh trong cái chỉ mục lựa chọn tải lên. Lưu ý chúng ta không thể chọn nhiều chỉ mục cùng lúc mà
chỉ chọn được từng chỉ mục để tải lên, do đó chúng ta sẽ tải lên nhiều lần. Bấm Open, tập tin của bạn đã được tải lên hoàn tất. Chúng ta bấm nút OK. Như vậy chúng ta thấy xuất hiện một hình ảnh mới, những hình ảnh mà ta đã tải lên. Bấm vào chọn, và sau đó chúng ta double click để xác nhận chọn hình ảnh này. Chúng ta tiếp tục thêm một banner thứ hai và đặt tên là hoa thứ hai. Ví dụ chúng ta bấm nút duyệt file để chọn hoa thứ hai, chúng ta cũng chưa có banner này, chúng ta bấm nút tải lên và chọn hoa thứ hai. Lưu ý là khác với hoa đầu tiên, bấm nút Open. Sau đó chúng ta thấy là được tải lên, OK. Chúng ta chọn double click vào cái hình hoa thứ hai. Chúng ta lại tiếp tục chọn thêm banner hoa thứ ba, bấm nút duyệt file và chúng ta chọn nút tải lên và chọn cái hình của hoa thứ ba. Sau đó chúng ta lựa chọn của hoa thứ ba. Cứ tiếp tục như vậy, chúng ta có thể thêm được rất là nhiều các cái hình ảnh trên banner. Trong banner chúng ta thêm quá nhiều hình ảnh thì sẽ khiến cho cái website chúng ta ngắn, và như vậy là cái thời gian load trang rất là lâu. Cho nên lời khuyên là chúng ta chỉ chọn từ 3 đến 5 hình banner mà thôi, và chúng ta sẽ thường xuyên thay đổi các hình banner này. Sau đó chúng ta sẽ chọn nút lưu, và cuối cùng chúng ta sẽ xem lại trên cái giao diện của trang web. Và một điều mà chúng ta phải lưu ý đó là kích thước hình ảnh của banner này. Chúng ta thấy rằng là các hình ảnh rất lên rất là đẹp, rất là gọn, không có bị thừa ra hay là thuộc vào, vì tôi đã cố tình cắt cúp các hình ảnh cho đúng với kích thước tỷ lệ chúng ta cần. Thì để kiểm tra kích thước mà tỷ lệ chúng ta cần, chúng ta sẽ truy cập vào một cái mục rất là quan trọng. Chúng ta truy cập vào phần mở rộng các module. Trong này chúng ta sẽ nhìn thấy có một mục gần dưới cùng, đó là mục trình diễn. Đây chính là chỉ mục quản lý với vấn đề hiển thị trên cái trang web. Chúng ta bấm nút sửa, chúng ta nhìn thấy cái banner hiện tại là Athena tag mà kích thước với cái chiều ngang và chiều cao 980 với chiều ngang và 320 với chiều cao, đặt bố cục hôm và đầu trang. Chúng ta có thể tạo ra nhiều các cái banner khác nhau, ví dụ chúng ta có Athena tab 1, Athena tab 2 với những cái hình ảnh khác nhau, để chúng ta có thể thay đổi rất là nhanh chóng mà không cần phải thay đổi các hình ảnh trong banner. Rồi quay trở lại trang chủ, chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã có được banner theo ý muốn của chúng ta. Như vậy tôi đã giới thiệu xong phần thứ ba hướng dẫn chỉnh sửa các thông tin cơ bản của website này. Xin cảm ơn các bạn.